Hiện nay, trong hơn 40,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư FDI đổ về Bình Dương, các doanh nghiệp Trung Quốc đóng góp tới 1.666 dự án và tổng vốn đầu tư là 10,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 1/4 vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh này. Dự kiến dòng vốn này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Hiện Bình Dương là tỉnh đứng thứ hai của Việt Nam về thu hút vốn FDI sau Thành phố Hồ Chí Minh với 4.219 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Tỉnh chiếm hơn 8,7% tổng vốn đầu tư nước ngoài cả nước với quy mô trung bình dự án khoảng 9,6 triệu đô la Mỹ.